thác Dày Yếm mùa mưa đẹp nhỉ, 7 tầng thác luôn, nhiều hơn đấy, em đếm thử xem. 3, 4, 5, 6, 7 nhiều hơn, 8, 9 đấy. 9 tầng cơ, 9 tầng thác à, mùa mưa nhiều nước thác đẹp thật, đúng 9 tầng đấy. Có lẽ trong cái phần giới thiệu của thác này người ta giới thiệu là có 9 tầng mà. Thế à? Ờ. Phần bên phải đây là cầu kính tình yêu. Cầu kính 5D. Khu du lịch thác Dày Yếm ngoài này rất đẹp, cảnh đẹp ngoại mục mà thiếu du khách thôi.